Minh Đẳng và Minh Tuyền xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của chương mục Thế giới quan ta hôm nay. Bắt đầu chương mục Thế giới quan ta hôm nay thì Minh Đẳng sẽ giới thiệu đến quý thính giả câu chuyện về việc Oxygen ở New Lee, quán bar cung cấp QC trong lành thông qua một ống thông tiêu chuẩn để khách hàng có thể đưa vào mũi. Ống thông này được cắm vào một chiếc máy trung tâm. Chiếc máy này có thể lọc không khí sạch từ nguồn không khí bụi nhiễm. Khách hàng cũng sẽ được lựa chọn nhiều mùi hương khác nhau như là hương cam, quẩy hương, quế, khuynh diệp, xả hoặc bạc hà để thư giãn. Mỗi lượt, một người sẽ được hít không khí sạch tại quán bar trong 15 phút. Ở đây, mỗi khách hàng có thể trả từ 4 đến 6 USD để đổi lấy 15 phút hít thở oxy trong lành. Quán bar còn bán cả lon đựng oxy sạch để khách hàng mang đi bất cứ nơi nào họ mong muốn. Anh Johnson, chủ sở hữu quán bar oxy cho biết, trong thời gian gần đây, chỉ số chất lượng không khí ở mức cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe con người. Việc hít thở không khí trong lành tại đây giúp ích rất nhiều cho sức khỏe của bạn. Nó giải độc cơ thể và giảm tác động của ô nhiễm. Nó cũng cung cấp năng lượng cho cơ thể và khiến cho bạn cảm thấy thư giãn. Một vài khách hàng chia sẻ rằng sức khỏe của họ đã bị ảnh hưởng rất nhiều khi không khí bị ô nhiễm. Các khách hàng cũng không chắc chắn việc hít thở không khí sạch tại đây có thể giúp tăng cường sức khỏe hơn hay không, nhưng nó giúp cho họ cảm thấy dễ chịu. Anh Johnson cho biết, một không khí bị ô nhiễm rất khó thở, người ta có thể uống nước tinh khiết nhưng không khí lại khác, nó không thể khống chế được. Tại đây thì tôi hít thở không khí trong lành, mùi hương dễ chịu giúp tôi cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Hiện ô nhiễm không khí ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang lên mức báo động, người già trẻ nhỏ được khuyến cáo không nên ra đường. Các bệnh viện đều ghi nhận sự gia tăng đáng kể số lượt bệnh nhân có vấn đề về đường hô hấp. Dịch vụ này tính ra rất hay Minh Đẳng ha, vì ngày càng có nhiều nơi bị ô nhiễm không khí trầm trọng đó. Nhất là các thành phố đông dân cư thì càng bị ô nhiễm nhiều hơn nữa. Vậy chắc chắn là loại hình dịch vụ này sẽ ngày càng được nhiều người dân quan tâm. Tiếp theo thì Cẩm Tú sẽ kể câu chuyện về việc chính phủ Hàn Quốc đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm với nhiệm vụ xóa bỏ những video quay lén phụ nữ tại nơi công cộng được phát tán trên Internet. Có chuyện quay lén phụ nữ nơi công cộng hả Cẩm Tú? Có chứ Minh Đẳng, rất nhiều nữa đó. Trong một văn phòng chính phủ tại Seoul, Hàn Quốc, một nhóm các nhà quản lý truyền thông đang dành nhiều ngày để xem các video khiêu dâm quay lén chủ yếu là phụ nữ được đăng tải trên mạng và cố gắng xóa bỏ chúng. Đây là đơn vị giám sát tội phạm tình dục kỹ thuật số gồm 16 thành viên được Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc KCSC thành lập với nhiệm vụ phát hiện và gỡ các video quay lén có nội dung khiêu dâm được đăng tải mà không có sự đồng ý của người bị quay. Đơn vị này sẽ luôn hoạt động 24 giờ trên ngày. Tại Hàn Quốc, những kẻ quay lén phụ nữ trong trường học, nhà vệ sinh và các nơi công cộng khác bằng camera giấu kính được gọi là Monka. Lực lượng này cũng nhắm đến các video có mục đích trả thù, tống tiền, video quay cảnh riêng tư nhưng chủ nhân của nó không muốn phát tán. Vừa qua, ngôi sao K-pop Jun Song Jong tại Hàn Quốc đã bị bắt với cáo buộc quay và phát tán video khiêu dâm bất hợp pháp mà không có sự đồng ý của bạn gái cũ. Và tòa án sẽ đưa ra phán quyết, các công tố viên đã đề nghị 7 năm tù giam đối với hành vi sai trái này. Hiện tượng đặt camera quay lén ở nơi công cộng tại Hàn Quốc đang ở mức báo động, khiến hàng chục nghìn người phụ nữ nước này phải xuống đường biểu tình và yêu cầu chính phủ hành động. Ngồi tại bàn làm việc, anh Hyeong Cheong, nhân viên của KCSD, người đã vượt qua 146 ứng viên khác để có được vị trí hiện tại, cho rằng công việc của anh khác xa với những gì anh mong đợi. Anh chia sẻ, những ngày đầu đi làm thật khó để giữ sự điềm tĩnh trước những cảnh quay khiêu gợi. Tôi đã nhìn thấy nhiều hình ảnh khiêu gợi, thứ mà tôi chưa từng thấy trước đây. Lee Jong-ka, trưởng nhóm giám sát cho biết, khi ra ngoài tôi không dám nhìn những người phụ nữ xung quanh bởi vì những hình ảnh khác của họ trong văn phòng lại hiện ra trước mắt. Tôi phải cúi đầu xuống để đi. Để tìm kiếm những nguồn video, nhóm đặc nhiệm phải tìm bằng các hashtag tiếng Hàn trên nhiều nền tảng trực tuyến trong và ngoài nước như Quisto và YouTube liên quan đến nội dung tình dục. Tuy nhiên, nhiều lần nhóm gặp khó khăn do các thuật ngữ tìm kiếm có thêm ký tự đặc biệt, chẳng hạn như dấu hoa thị. Đối với các video trong nước trên trang web của Hàn Quốc, nhóm có quyền can thiệp hoặc xóa chúng, nhưng hầu hết nhiều video được lưu trữ trên máy chủ ở nước ngoài vượt quá thẩm quyền của họ. Nhóm sẽ yêu cầu chặn quyền truy cập liên kết cũng như yêu cầu các nhà khai thác nội dung nước ngoài gỡ bỏ. Nhóm giám sát cho biết hiện nay chỉ trong một tháng, mỗi ngày họ phải xóa tới 82 video quay lén, số lượng nhiều gấp 8 lần so với cơ quan quản lý đã làm vào 4 năm trước khi đơn vị chuyên trách này được thành lập. Nhiều nạn nhân bị đăng clip
quay lén cảm thấy hoảng loạn và liên lạc với lực lượng đặc nhiệm qua đường dây nóng 1377 của KCSC để được giúp đỡ. Gần đây một nạn nhân đã cầu cứu khi bạn trai cô đã gửi đoạn video quay cảnh riêng tư lên 100 địa chỉ website khác nhau. Dòng trai cho rằng việc gỡ bỏ hoàn toàn một video được đăng tải lên nhiều nơi là gần như không thể. Khi việc chia sẻ trực tuyến ngày nay chỉ cần một cú nhấp chuột. Theo tài liệu của KCSC, một video quay lén từng xuất hiện trên 2.700 trang web trong vòng 6 tháng. Min Kyung-song, tổng thư ký của KCSC cho biết, ngày đầu tiên sau khi video quay lén được đăng tải lên, đó là thời gian vàng, chúng tôi có thể can thiệp và xử lý. Sau đó, các video có khả năng sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chúng tôi. Nhiệm vụ của chúng tôi là ngăn chặn sự lan truyền của video trong vòng 24 giờ đầu tiên. Ông Min Kyung-song cho biết, đối với nạn nhân, mỗi giây trong video của họ còn trên mạng là mỗi khoảnh khắc đau lòng. Tại Hàn Quốc, những người phụ nữ xuất hiện trong video bị quay lén sẽ cảm thấy rất xấu hổ mặc dù là nạn nhân. Họ phải đối mặt với mối đe dọa bị xã hội cô lập nếu những video đó bị phát tán và mọi người xung quanh biết được. Dữ liệu của cảnh sát Hàn Quốc cho biết, năm vừa qua đã có tới 5.500 người bị bắt vì những tội danh liên quan tới đặt camera quay lén, tăng 22% so với năm 2016. Trong số này, 97% là nam giới. Bác Juna, 31 tuổi, cho biết cô thường tránh sử dụng nhà vệ sinh công cộng do sợ bị quay lén. Lực lượng đặc nhiệm KCSC được thành lập sau khi Tổng thống Moon Jae-in thừa nhận vấn đề đặt camera quay lén đang gia tăng, đồng thời ông kêu gọi các hình phạt cứng rắn hơn đối với hành vi này. Tại Hàn Quốc, hành động quay lén hoặc phát tán các video có nội dung thân mật nhưng chưa nhận được sự đồng ý của người bị quay có thể bị phạt tới 5 năm tù. Tuy vậy, chỉ một số kẻ phải chịu hình phạt này, còn lại được hưởng án treo hoặc phạt tiền. Đúng là những hành vi bệnh hoạn của một số người cẩm tú ha. Chuyện này là xâm phạm nghiêm trọng đời tư của phụ nữ nè. Vậy nên cẩm tú nghĩ rằng phải có những hình phạt thật nặng mới mong ngăn chặn được ha. Hàn Quốc cũng đang mạnh tay để xử phạt cái vấn đề này đấy, hy vọng là sẽ mang lại sự bình yên cho phụ nữ quốc gia này. Câu chuyện sau cùng hôm nay là một câu chuyện về sự ô nhiễm môi trường, nhưng nguồn gây ô nhiễm chính là tiếng ồn do con người tạo ra nha. Theo một nghiên cứu mới được công bố, tiếng ồn do con người tạo ra cũng góp phần gây nên ô nhiễm toàn cầu. Các nhà khoa học tại Đại học Queen's Belfast, Anh, trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Biology Letter của Hiệp hội Hoàng gia nêu rõ, chúng tôi thấy rằng tiếng ồn do con người tạo ra ảnh hưởng đến các loài lưỡng cư, động vật chân khớp, động vật có vú, động vật thân mềm, bò sát, chim, cá. Tiếng ồn do con người tạo ra tràn ngập trong môi trường, nó có thể đến từ xe cộ, máy bay và các khu công nghiệp ở trung tâm đô thị đông đúc, tàu biển. Hai nhà khoa học đang xem xét một loạt các nghiên cứu riêng lẻ trong bài phân tích tổng hợp và cho rằng vấn đề này nên được xem là phần lớn các loài động vật đều bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, thay vì chỉ có một số loài đặc biệt mới nhạy cảm với tiếng ồn. Chẳng hạn, tiếng ồn do con người tạo ra đã gây cản trở việc những con dê bắt sóng siêu âm để tìm con mồi, đồng thời khiến động vật có vú gặp khó khăn trong việc bắt mồi. Các nhà nghiên cứu cho biết, trong ví dụ về loài dê kể trên, chúng có thể đau khổ vì không thể xác định được vị trí con mồi do tiếng ồn của con người tạo ra. Tuy nhiên, những con mồi sẽ dựa vào âm thanh để phát hiện ra kẻ săn mồi. Nếu giảm ô nhiễm tiếng ồn, con mồi sẽ bị tóm gọn vì chúng không nghe thấy âm thanh để kịp thời trốn thoát. Tuy nhiên, nhà khoa học Quinn cảnh báo, ô nhiễm tiếng ồn vẫn là một vấn đề lớn tác động nghiêm trọng tới môi trường tự nhiên. Ô nhiễm tiếng ồn do con người tạo ra và phản ứng của động vật đối với nó phải được đặt trong cùng bối cảnh của một hệ sinh thái, đặc biệt là khi xem xét các nỗ lực bảo tồn động vật. Các tác giả của nghiên cứu cũng lưu ý rằng ô nhiễm tiếng ồn được coi là nghiêm trọng nếu nó tác động tới sự thay đổi của môi trường và ảnh hưởng đến các loài động vật sống dưới nước và trên cạn. Các nhà khoa học cho biết thêm, các phân tích của chúng tôi cung cấp bằng chứng định lượng cần thiết cho cơ quan lập pháp để họ có biện pháp điều chỉnh phù hợp đối với những tác nhân gây hại tới môi trường. Đến đây thời lượng dành cho chuyên mục cũng đã hết rồi. Minh Đẳng và Cẩm Tú hẹn gặp lại quý thính giả chào chuyên mục lần sau với những câu chuyện lạ thú vị trên khắp thế giới. Thân ái chào tạm biệt.